Từ ngày hai đứa yêu nhau mình ước gì? Gì vậy? Gì vậy? Cái gì vậy? Gì vậy? Bây giờ mình có thể giới thiệu về mình cho bạn gái bên kia biết. Chào anh Quyền Linh, cũng chào chị Cát Tường. Chào toàn bộ khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò hôm nay. Mình tên là Tiết Khánh Hưng, năm nay là 29 tuổi. Quê quán thì ở thành phố Hồ Chí Minh mình, và hiện giờ là cán bộ công chức bên công tác Hội Chữ Thập Đỏ phường. Rồi, bạn gái. Chị, em hơi hồi hộp xíu. Bây giờ cho em có một chút tâm tư của em gửi đến mọi người nha. Nghe vẻ, nghe về tự sự, một chút tư lự của chính em đây. Đúng quá. Bà nghe hay lắm, bà nghe hay. Mình hơi rung. Bình tĩnh, làm lại bà. Làm lại được. Hôm nay ghi hình gặp mọi người đây cùng ông Mai, Quyền Linh, Cát Tường, bà Mối và bạn cùng chơi. Xin chào tất cả khán giả ghi hình. Em tên Thùy Di. Năm nay bao tuổi? Chúc cho chương trình thêm nhiều cặp đôi. Vâng, em xin giới thiệu, em tên là Hà Lại Thùy Di. Hôm nay 29 tuổi. Làm gì cho nó gọn khỏe cho rồi. Vì là vè chế nên thế chẳng dần. Nữa hả? Tâm muốn tặng ekip chương trình. Đến đây xin hết. Rồi. Xin hết. Trời ơi, nó khỏe, tao nói khỏe ra luôn vậy đó. Dạ. Vì đang làm gì ở đâu? Em đang làm kỹ sư điện tại công ty tư vấn thiết kế điện. Lần gái mà làm kỹ sư điện hả? Hèn chi. Dạ. Quê đâu? Quê em ở Long An. Nhưng mà hiện thì đang công tác tại quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bạn trai giới thiệu cho bạn gái biết đi, có về không? Dạ chắc là không. Thì hiện giờ thì đang công tác ở phường. Nói chung là thu nhập thì là cán bộ công chức mà thì tương đối là ổn định, đủ sống. Nhưng mà có thể nuôi thêm một người thì vẫn ổn. Mình chắc là tại vì mối tình thì chỉ có duy nhất là một. Còn mà làm quen thì cũng nhiều. Tại vì cái môi trường là mình công tác thì mình cũng hay đi cứu trợ này nọ thì cũng quen biết nhiều. Cứu trợ mà nó đi chơi ha. Nhưng cái mối tình đó dài không bạn? 3 năm. Lý do tại sao chia tay? Do cái độ tuổi, tuổi tác hai người cũng không có hợp lắm. Cho nên là thì cũng tương đối là nhiều. Tuổi sao mới hợp? Dạ nói chung là thấy mà hợp tính, hợp tình thì cái chuyện tuổi tác thì cũng không có quan trọng. Cái vấn đề này là cũng cùng quan điểm với em. Cùng luôn đó hả? Dạ em. Chị thấy... nghe nãy giờ chị chịu không nổi mà em nghe em thấy cùng rồi đó hả? Ừ lạ ta. Còn lý do em tại sao ế? Hay làm việc chung với nam nhiều. Em học điện, lớp toàn nam nhiều luôn. Em cũng đi chơi với nam. Mấy bạn đó coi em như chiến hữu vậy chị ơi. Cái gì cũng gọi em tâm sự, kể em như là bạn tâm giao rồi. Chứ không có tiến được tới cái mức nào. Coi như là mấy bạn dạ, trai với nhau dạ. Hả? Ưu điểm, khuyết điểm của mình? Em thì rất là coi trọng lời hứa. Mọi người mà trễ rồi á là coi như em giận. Khuyết điểm của em chắc là do em nhớ dai. Ai mà làm gì em là em nhớ hoài vậy chị? Thù dai lắm hả? Dạ không, em nhớ dai thôi. Bây giờ bạn gái muốn tìm một bạn trai như thế nào? Em thì em tìm một người có thể mà lắng nghe được em. Tại em á cũng hay nói lắm. Và nhiều lúc á em cũng nhoi lắm. Chịu được cái tính của nó của em. Và còn một điều nữa, em cũng rất thích đi du lịch. Em đi du lịch bụi thôi chị. Thích đi du lịch bụi không bạn? Bạn trai quá thích luôn chị Cát Tường ơi. Nghe nãy giờ là bây giờ muốn kéo màn lên lẹ lẹ. Đâu lẹ vậy ông? Thích người con gái như thế nào? Thì dễ thương, vui vẻ. Thì cái chuyện mà hẹn hò, thời gian thì bắt buộc là phải chính xác. Mình thì cũng hay trên lệnh chút, nhưng mà trên là thường là sớm hơn. Cũng không thích là chờ đợi quá lâu. Tại vì trong lúc chờ đợi thì nhiều cái chuyện xảy ra mà là bất ngờ. Dù là hẹn với cô này 7 giờ, ngồi chờ 7 giờ cô chưa tới, 7 rưỡi cô mới tới là lúc đó có 7 giờ 15 có một cô khác đi ngang là đi luôn rồi đó phải không? Đâu có đâu chị Cát Tường. Đang đứng nửa chừng mà cơn mưa xuống là xong luôn. Xong sao? Dạ là ở nhà. Là anh đi về. Rồi bây giờ mình có thể nói. Cô là cô thích. Ưu điểm là thích nấu ăn. Thể mà ai chọc giận mình là mình nấu cho ăn, ăn cho mập. Mà không biết là bạn Di là có thích ăn không ta? Dạ em thích ăn lắm mà. Trời. Thích mỗi người con gái sao? Ngoại hình. Ngoại hình thì cũng dễ nhìn, vui vẻ là được rồi. Môi thì đỏ, người thì đô, nhưng mà nói chuyện nó hơi
Dạ sao chị? Hơi dịu dàng chút xíu đó, lạ xíu á. Xác định giới tính chưa? Dạ rồi. Chắc không? Lên chắc. Ai chứng nhận? Đừng nói bạn gái cũ nha. Hết đất nổi không? Dạ chắc không. Có tính xấu gì không? Tật xấu gì không? Thù bạc, nhớ dai. Chết rồi, hai bên là cũng thù như nhau mà nhớ dai như nhau. Bao lâu thì tiến tới hôn nhân được? Hôm nay mà được hẹn hò thì có thể là năm sau hoặc năm tới. Còn nếu mà có tiếng sét ái tình mà đưa ngang qua khán đài hôm nay thì có thể là cuối năm nay. Làm gì chỗ đấu vô đài kêu khán đài. Chuẩn bị gì chưa mà đòi năm nay đám cưới? Dạ chưa. Người ta nói là những cỏ trao nhau mà thuận lòng cũng chịu. Bậy bậy rồi. Một túp có... liều tranh hay quả tim vàng hả? Đúng rồi. Túp liều lý tưởng mà chị. Ông hát bài túp liều lý tưởng cho chị nghe đi. Cứ hát đi bạn. Từ ngày hai đứa yêu nhau mình ước. Gì? Gì vậy? Gì vậy? Cái gì vậy? Gì vậy? Ủa là sao? Gì vậy? Hả? Hát cái gì vậy? Em không biết. Chị làm em bỏ rồi. Thôi bỏ qua đi chị. Làm tôi đứng hình rồi đó. Sao chị? Sao? Nghe hát gì không? Này thợ điện gặp thợ điện quá. À. Dạ, chào anh. Bên kia vui lắm, dễ thương lắm. Hợp đúng không ạ? Hợp lắm á. Dạ. Thích người mẫu người đàn ông lý tưởng như thế nào? Anh Quyền Linh có biết con bay mắt không? Biết. Bay mắt trên Big Hero. Biết. Dạ. Thích bay mắt ha? Dạ. Ôm sướng. Mình có đi với người thân không bạn? Dạ có, em đi với mẹ em. Chào Cát Tường, chào Quyền Linh. Lần đầu tiên gặp thì thấy chú cũng rất là vui vẻ. Tại mình là cán bộ nhà nước mà nói cũng hơi nhiều, cũng dạng dĩ. Cô muốn tìm một chàng rể như thế nào? Chàng rể thì muốn cho con mình hạnh phúc thì đương nhiên là phải hai đứa phải hiểu nhau rồi phải lắng nghe với nhau mới được. Chứ còn người nói một đường, một người làm một nẻo thì cái này là không mang đến hạnh phúc cho nhau. Dạ. Yeah. Nhưng mà với con người đang hiển hiện bên đó, cô dòm thấy cô chấm thang điểm 10, cô chấm được mấy điểm cô? Nó bây giờ cô chấm theo ý cô á. Làm sao chấm được? Đúng rồi, cô nói đúng không? Chấm được đâu, tùy theo người đối diện chấm thôi. Với tôi có thể là chấm 7, 8, nhưng người khác chấm 10. Nhưng mà nếu tôi với bạn đứng kế bên cũng 10 được á. Bạn trai mình có đi với người thân không bạn? Dạ, hôm nay đi với chị. Em chào chị Cát Tường, chào anh Linh ạ. Dạ, chị thấy em chị là người như thế nào? Dạ, em nói thì rất là giỏi. Biết nấu nướng, người làm việc nhà, giúp đỡ người nghèo này nọ, mấy người già đó. Bạn nữ bên đây xem nào. Cũng dễ thương nè, nói chuyện cũng vui tánh này nọ. Chứ cực xứng với em Hưng. Rồi, cảm ơn gia đình. Bây giờ mình nói vui cho hiểu về nhau thôi. Bây giờ ta đến với những cái giây phút hết sức là thiêng liêng ha. Chưa, từ từ. Nôn dữ vậy. Nôn quá. Bắt đầu. Chào bạn Duyên. Cơn bão tràn về liền. Cảm ơn. Từ ngày hai đứa yêu nhau mình ước. Hồi nãy khi nãy thì chị có nghe là Hưng có thể nấu nướng nấu ăn tốt. Thường là Hưng có hay ăn cơm nhà không? Nói chung là cơm nhà là ngon nhất. Bây giờ là ba mẹ cũng mất hết rồi, thành ra là nhiều khi là cũng làm biếng ở nhà nấu lắm. Thì nấu có một mình ăn à, thành ra là cũng phần lớn là ăn ở ngoài. Còn bây giờ không biết là có ai góp gạo nấu chung hay không. Góp không nổi đâu. Nhưng mà đổ. Nhưng mà như vậy ha, nhìn Di là không biết, Di cũng không có thích ăn cơm, Di chỉ thích ăn thức ăn thôi. Vậy bây giờ nếu như mà ví dụ mà mình tiến tới nhau cưới được, Hưng ăn phần cơm nhiều, chỉ ăn cơm thôi được không? Không gì phải ăn cơm vậy nhiều mà nữa. Biểu ăn cơm cho nhiều luôn đó hả? Dạ. Đồ mà ăn không chắc bán nhà. Nói chuyện tình yêu. Khi mà hồi nãy nghe Di có nói rồi rất là nôn là kéo cái màn lên. Nhưng mà khi kéo cái màn lên thì thật sự là cảm thấy Di rất là dễ thương, rất là hợp với sở trường của Hưng. Di thì thấy Hưng là vui, hòa đồng nè, nói tiếp được câu chuyện. Thường á, với người lạ ít nói lắm thì không có nói gì đâu. Nhưng mà sau này nếu mà như quen á thì có thể là Di sẽ nói nhiều lắm. Như vậy có chấp nhận được không? Cái chuyện mà nói nhiều thì hai bên là bên nói bên nghe thì quá dễ dàng. Như vậy là cũng đã hiểu nhau hơn rồi. Một chút bén duyên. Chúng ta sẽ tiến hành bấm nút hay là không bấm nút. Nghe nhịp đập trái tim của mình đã có cái rạo rực gì chưa? Có thổn thức gì hay chưa? Một. Mập mông cũng nhanh quá ha.
2 3 Trời, làm gọn quá ha. Làm luôn hả? Làm luôn rồi. Bây giờ tôi có một kế hoạch dành cho hai bạn, có một cái lộ trình tập luyện cho nó gọn gọn là chút xíu ha. Đây những chiếc vé xem phim gửi tặng các bạn. Vô đó nói cũng phải lựa ghế nào chắc hẳn ngồi nha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc là thành phố Hồ Chí Minh với các hệ thống của áo cưới Allen nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, chúc mừng hai bạn. Nào, hãy nắm tay đưa bạn ấy đi xem phim. Kiểu em sống nội tâm một chút, nội tâm quá nên đâm ra là đôi khi mà ở ngoài em là một người khác mà về nhà em mới được là chính em, kiểu như điên điên khùng khùng nhay nhay vậy đó. Nhay là em sẽ làm mặt lặn nè, còn nhay nữa là em sẽ giận luôn. Anh không thích nhay nhiều. Anh nói em thôi, yên tâm đi, về nhay nhay chút em hết nóng rồi. Ai cũng nói mặt em là gian dâm rồi co ấy, không có gì đó. Ẻo à, công. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Mình giới thiệu lớn lên cho bên kia cùng nghe nha. Mời em trai. Dạ, dạ. Lời nói đầu tiên cho em xin chào chú Quyền Linh. Rồi, chào cô chào. Hồng Vân. Dạ, em tên đầy đủ là Nguyễn Phúc ạ. Năm nay em 24 tuổi, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. À, em ở quận 4 và đang làm việc ở bên quận 2 ạ. Phúc làm gì Phúc? Dạ em làm bên lĩnh vực khách sạn nhà hàng chung cư ạ. Khách sạn nhà hàng chung cư mà làm về cái gì cụ dạ, thể? Dạ em làm bên an ninh ạ. Xin mời nhà gái. Dạ lời nói đầu tiên con em xin chào chị Hồng Vân và tất cả mọi người và chào anh Quỳnh Linh với bạn trai bên đó. Em xin giới thiệu là em tên là Trầm Phương Kim Thi, nên em được 26 tuổi, sinh sống tạm biệt tại thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Dạ em buôn bán nước hoa kinh doanh online ạ. Dạ em ở phường 7 Tân Bình luôn ạ. Vậy nhỏ hơn mình đây 2 tuổi. Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một. Cái câu cũng mà rất đúng luôn. Hợp với em luôn, hợp với em. Vậy là hợp rồi, coi như thuận lợi ban đầu rồi ha. Dạ. Và nói cho mọi người cùng biết là cái ưu điểm và khuyết điểm của Phúc là gì? Dạ, ưu điểm của em thì em là người tự lập, có tính tiết kiệm, chân thành, nhiệt tình trong công việc, rồi. Vui vẻ và hòa đồng. Dạ, khuyết điểm của em thì nói ra hơi nhiều. Tiêu biểu là em có hút thuốc ạ. Dạ. Không? Dạ, không, cũng ít ạ. Em không có biết uống rượu, em chỉ có uống bia thôi. Nhưng mà kiểu là uống chút chút, kiểu xã giao là chính rồi. Kiểu em sống hơi nội tâm một chút. Rồi kiểu nội tâm quá nên đâm ra là đôi khi mà ở ngoài em là một người khác, mà về nhà em mới được là chính em. Dạ, kiểu như điên điên khùng khùng nhay nhay vậy đó. Sống điên điên khùng khùng nhay nhay. Dạ, nhưng mà ở nhà thôi. Ở nhà thôi, ở dạ. Ngoài không có vậy. Dạ đúng rồi. Ở ngoài vậy cũng vui đó. Thôi, mời nhà gái. Mình. Dạ, ưu điểm của em là thích ca hát và làm nấu ăn ạ. Cũng thích cái vẻ đẹp nữa. Nhưng mà... Đẹp đúng không? Dạ, vâng. Dạ, khuyết điểm của em là nóng tính. Nhưng mà nóng tính cái hồi là mình cũng tự làm lành à. Có một cái người bạn trai mà về nhà cứ khùng khùng điên điên thì sao? Dạ, khùng khùng điên là em... Nhây đó, nhây dạ, đó. Nhây là em sẽ làm mặt lặn à. Nhây nữa là em sẽ... giận luôn, anh không thích nhây nhiều. Đó, nhà trai ơi, người ta không thích nhây kìa. Trời ơi, cuộc sống giờ nó áp lực quá, nhây nhây cho nó vui. Em thường thường thì em trong phòng mà nếu mà em tập thể dục thì mới nhây thôi. Kiểu như là em mà nghe nhạc hay gì là em giống như là em bị cái cảm giác mà có âm nhạc hay gì em mới là được chính em trong âm nhạc vậy. Vậy đó hả? Tức là nhạc lên làm gì? Dạ kiểu là hát rồi nhảy rồi vậy. Giờ tao thử nhạc lên coi em nhây cỡ nào. Hay để đếm nữa kéo gàm đi. Xúc em kéo. Mở rào ra nhạc lên coi em nhây cỡ nào nha. Dạ em có một bài nhảy em tặng cho rồi, bạn okay. Nữ kế bên à. Vậy là được rồi đó. Nói sẵn nói về các mối tình của bạn luôn đi. Em thì chính thức là có hai mối tình à. Một mối thì vài tháng. Và mối sâu đậm nhất của em là gần một năm. Cũng như nhau à. Là cũng là vài tháng luôn á. Mà cái mối tình gần năm đó sâu đậm là em có chia sẻ là em với cô bạn đó là quen biết nhau trong chỗ làm thì quen trong khách sạn hay nhà hàng hả? Dạ xác định là quen khách sạn, trong khách sạn hay quen nhà hàng? Dạ trong khách sạn nè. Dạ trong khách sạn nè. Chỉ là nhân viên làm trong khách sạn đó anh, chứ không với lại khách sạn đó phòng nó xịn, nó mắc lắm, chứ tụi em cũng nhân viên không có tiền để mướn trong đó làm. Ai biết mặt mày gian lắm à. Ai cũng nói gì hết trơn, ai cũng nói mặt em là gian dâm rồi.
Trời đất ơi, cái gì vậy trời. Bên đây người ta muốn đi về rồi nè, sao mà vừa nhây ai mà vừa... nói nha, chứ không phải tôi nói nha. Chào em. Dạ, chào cô Hồng Vân. Tự nhận mình là vừa gian, vừa nhây, vừa khùng, vừa dâm là sao trời. Dạ, tại cái đó là trong cái chỗ đồng nghiệp cũ á, nói là... Nói chứ Phúc mà ổng đi buồn lắm, tại vì có nó điên điên khùng khùng cho nó vui vậy. Đôi khi nhìn mặt nó vậy chứ nó có, họ không có vậy đâu. Ừ, quan trọng nó không về đâu được rồi. Rồi lý do chia tay cái người con gái mà... Em khá là tự ti tại vì cô bạn nó quá giỏi. Em cảm giác như em không giỏi bằng người ta cho nên là em cố gắng nhiều lắm. Nhưng mà khi tới một khoảng đó thì em cảm thấy là hai đứa đã không còn cái tiếp tục. Chênh lệch quá đúng không? Chênh lệch quá. Được rồi đó. Bây giờ để hỏi bên đây nè. Bên đây mình tình yêu ra nè. Dạ chào em Thùy Linh. Trời ơi, mặt xinh dữ trời. Thì đó. Có mối tình nào chưa? Cao nha, cao, cao. Dạ em trải qua một mối tình được 4 năm rồi ạ. Lý do sao chia tay? Anh ấy hung hãn quá với lại là... Hung hãn hả? Trời, trước một cô gái xinh thế này mà ai nỡ hung hãn trời. Ghen đúng không? Dạ có ghen ạ. Ê, bỏ anh ghen đó đi. Dạ. Anh này hơi gian gian chút xíu mà anh không có ghen. Dạ. Thì cũng có BD nữa chú. Đôi BD hả? Nhưng mà tùy theo trường hợp là kiểu mà trong công việc á, con hay giỡn với mấy bạn đồng nghiệp, mấy anh đồng nghiệp rồi vẫn giỡn vút vút được. Trời ơi sao này nó nhiều tật quá vậy trời. Trời ơi trời, chú nghe chú giật mình luôn nữa. Bởi vậy con cũng gắng con chứng minh là con kiếm được người yêu để người ta khỏi nói con bị con BD. Chứng minh tội nghiệp người ta không ơi. Có thiệt không? Không, con không có, chỉ là giỡn thôi. Giỡn thôi nha. Dạ giỡn vui. Giỡn thôi nha quỷ. Bây giờ mình muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, một người đàn ông em lý tưởng là chững chạc, có công ăn việc làm ổn định á, không có lăng nhăng này nọ, nó lại bủ phu hung dữ em không thích. Ừ. Dạ. Bên đây cũng nói chung công việc ổn định. Dạ. Ha, chững chạc thì coi lợi. Ừ, cũng 50-50 à. Em muốn tìm mẫu hình lý tưởng thế nào? Dạ, em thì em đơn giản thôi là mẫu người con gái là cỡ chiều cao thì cỡ 1m50 trở lên thôi. Cái hai nữa là dễ nhìn, ưa nhìn. Quá ưa nhìn luôn. Vừa người, dạ, hiền lành, chất phác. Biết là chủ yếu là kính trên nhường dưới và quan tâm hai bên. Đây nhìn thấy là hiền rồi đó. Dạ. Có dạ. Mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ, giống mẹ em là được rồi. Bây giờ em gái đi với ai? Dạ em đi với bố mẹ em ạ. Dạ xin chào hai MC. Tôi chào là chú à. Chào con. Tôi là ba của cháu Thi. Con về tương lai thì theo chú nhìn thấy thì cũng được. Bên đàn trai nhỏ, đàn gái 2 tuổi có sao không chú? Thì cái đó giữa đôi đứa mà chấp thuận với nhau, giữa gái hai trai mà cái đó là cũng là các cụ cũng đã nói gái chú hai trai mà cũng tốt, chú không có gì hết. Ai lớn tuổi hơn? À chú với cô thì cô lớn tuổi hơn. Lớn hơn mấy chú? Lớn hơn 2 tuổi. À, rồi, trời, giống vậy là hay quá rồi. À, đó. Thì được rồi chú ha. Ờ. À. Cảm ơn nhà gái, còn nhà trai đi dạ. Với ai? Em đi với mẹ em, rồi. Với lại một người anh của em. Chào chú Quỳnh Linh với cô Hồng Vân. Dạ. Tôi là mẹ của Phúc. Thành ra hả, nhìn bé gái bên đây cũng dễ thương. Thành ra hả, thôi để cho hai đứa tìm hiểu nhau. Bên gái quá dễ thương. Thì có như đó thôi. Cảm ơn nhà trai nhà gái. Bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Đúng rồi. Ráng nha, ráng nha. Bắt đầu đi. Dạ. Tới buổi chương trình này mình có món quà tặng bạn nè. Mong bạn sẽ thích. Chồng bạn đi lúc mà mình buôn bán nên mình tặng bạn. Rồi, cảm ơn bạn nè. Bây giờ biểu diễn cái lấy tình cảm cái nào. Để con lầy cỡ nào nhặt lên con lầy nào nha. Dạ thì qua đây thì em cũng gửi một bài nhảy cho mọi người xem, mong mọi người đừng chê. À em xin phép rồi ông già. Vậy nó phải là nhảy. Vậy nó cũng phải là lầy, cái này là nhảy đẹp không? Ồ, nhảy còn mà khi nào tưởng đâu là âm nhạc đó đi. Lady first đi, em nói trước đi. Bạn thấy mình như thế nào, có giống như trong
bạn rất là xinh, rất là dễ thương, có một cái giống như là nụ cười tỏa nắng vậy đó. Mình nhìn là mình đã một ít kết một tí. Kết tí. Bạn nói bạn làm an ninh vậy có thời gian mình đi chơi không hay là tìm? Không, thời gian của mình cũng rảnh lắm. Mà anh đi. Anh chỉ cần là đi đâu cũng được, anh chỉ cần có lý do thôi. Vậy bạn có hay nhậu không hay là? Không, cũng ít lắm. Thường thường là chỉ có việc gì đó hoặc là gì đó quan trọng bắt buộc phải uống thì mình mới uống thôi. Mình thì mình thích cà phê là chính. Mình hay đi cà phê mình lắm. Rồi coi phim cũng mình. Cho nên là do mình nhiều quá nên hôm ra là về nhà cũng hay biểu lộ, là giống như mình hay dùng cái âm nhạc để mình diễn tả hành động lời nói. Thì bạn thích thích đọc sách đó mà thế mình. Đúng rồi, mình cũng thích. Anh thích đọc sách. anh cũng thích đọc sách. Em nhìn mà anh là em có thấy anh Giang hay là cái gì đó không? Không, thấy anh rất là thân thiện, rất là vui tính. Nhìn gương mặt anh giống cậu em á, có muốn nhìn trai giống cậu em. Vậy là mặt con già lắm hả chú? Mặt con già lắm. Không phải, có nét mặt trẻ có duyên. Nhìn coi có thấy Giang không? Có ấy không, có gì đó. Ẻo và cong. Có không? Không. Em thì em có hay nóng tính đúng không? Anh nói em hay nóng đúng tính, yên tâm đi về, anh nhây nhây chút em hết nóng à. Còn anh thì anh cũng hơi nóng, nhưng mà thường thường anh nóng á thì anh chỉ cần là thường thường mà mấy cái vụ mà làm anh nóng cực kỳ nóng á thì anh cũng không có vũ phô anh về, anh chỉ đập bàn hoặc anh la anh nói này nọ rồi anh ra ngoài, rồi đôi khi ra anh hút một điếu thuốc là anh bình tĩnh lại nhanh lắm. Có, nhưng mà đi với em đừng có hút, em thích. Dạ, anh hy vọng là em sẽ là một cái nguồn động lực để anh giảm dần và anh sẽ bỏ luôn. Tại anh cũng muốn, tại mẹ anh cũng không muốn anh hút thuốc nữa. Mẹ của em á, là lớn hơn ba em 2 tuổi đúng không? Thì mẹ của anh cũng lớn hơn ba anh 2 tuổi. Rất là trùng hợp luôn. Vậy là có truyền thống hết cả hai gia đình. Yeah, vui quá. Bây giờ để ta cứ bấm đi. Sau 3 tiếng đếm, mình sẽ đưa ra quyết định. Bắt đầu. 2 3. Hết thời gian. Em có bấm không? Em có bấm mà. Có bấm hả? Trời ơi, cái nút này nó dễ sợ quá. Cái nút bấm này thiệt tình à. Có bấm. Hãy nắm tay nhau nào. Dạ, con xin phép cô chú cho con được nắm tay bạn à. Đó. Rồi con xin phép gia đình cho con hôn nụ hôn đầu tiên lên má của bạn gái đi. Dạ, vậy con xin phép cô chú cho con được hôn bạn à. Anh hôn em tí nhé. Hạnh phúc nghe con. Em là người rất nhiệt tình, ham hỏi, nhiều người thấy lầm là mình hơi khó. Chị tính quá đúng không? Dạ, cái tính mình ở dạng như sạch sẽ, gọn gàng, thiếu á. Có lẽ bạn nam kia bù đắp cho con được. Con thích nấu ăn nhưng mà quét dọn nhà thì con lại hơi lời xíu. Dài nhất luôn của con là 6 tháng. Vậy đó hả? Mà mấy lần 6 tháng rồi? Dạ, có một lần 6 tháng. Một lần 6 tháng thôi? Dạ, có người thì một tuần. Cũng cho hai con cơ hội để gặp nhau cho nó tìm hiểu nhau sao hơn nữa chị. Rồi, ok liền. Như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã đồng ý hẹn hò với nhau. Hy vọng họ sẽ sớm hiểu nhau và về chung một nhà. Còn bây giờ Hồng Vân và Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta đến với cặp đôi thứ hai. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn chỉ ngồi cách cái bờ rào thôi. Mình giới thiệu lớn lên cho mọi người cùng nghe luôn nha. Dạ. Mời em trai. Trước tiên em xin giới thiệu là con tên là Lê Thanh Điền. Sinh năm nay là 34 tuổi. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Núi Bà Đen, Tây Ninh. Thì em đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp là kế toán. Làm ở quận mấy Điền? Dạ, hiện tại em đang công tác ở quận 3. Công ty đang ở quận 3. Quận 3. Dạ. Mời nhà gái. Giới thiệu về mình đi em. Dạ, em chào cô Hồng Vân. Chào chú Quyền Linh. Chào nhà trai, chào quý vị khán giả, chào bạn trai ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thu Trang.
Theo như mẹ em nói là em còn 8 mùa xuân nữa là đạt U40 ạ. Là 32 tuổi hả? Dạ. Quê cưng ở đâu? Dạ, quê con ở Tây Ninh ạ. Ở Tây Ninh luôn hả? Dạ. Ồ, vậy là hai bạn cùng quê rồi. Vậy mình làm nghề gì nè? Dạ, con kinh doanh tự do ạ, con làm phân phối. À, làm phân phối tại nhà mỹ phẩm hả? Ở thành phố thành phố Tây Ninh luôn hả? Dạ, con ở huyện Hòa Thành đó chú Linh. Huyện Hòa Thành có gần không? Điền. Dạ, đi cũng cỡ 20 mấy cây. Thôi cũng gần, vậy là cũng hợp lý rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của em bạn em trai bên kia? Dạ, em điểm mạnh thì em là người rất nhiệt tình, ham học hỏi và gọi là trung thực, năng động và sống như năm rất gọn gàng. Thích làm thơ với là thích ca hát. Và cái điểm yếu thì bản thân thì hơi dễ xúc động. Coi phim những phim buồn hoặc là có gặp những hoàn cảnh mà nó cảm thấy buồn thì em hơi rơi nước mắt. Với hai là cũng hơi kỹ tính thì dễ dẫn hiểu lầm á, nhiều người hiểu lầm là mình hơi khó. Do kỹ tính quá đúng không? Dạ, kỹ tính mình ở dạng như sạch sẽ gọn gàng thiếu á. Ừ. Dạ. Rồi mời nhà gái. Dạ, điểm mạnh của con á là con biết lắng nghe chia sẻ, có chủ kiến, con biết nấu ăn. Còn nhược điểm của con là con hay quên. Thì đi đâu thì con phải note lại cái giấy con muốn làm cái gì con mới nhớ. À vậy đó. Rồi cái nữa là có lẽ bạn nam bên kia bù đắp cho con được là con thích nấu ăn nhưng mà quét dọn nhà thì con lại hơi lười xíu. Bạn kia lại rất là gọn gàng đúng không? Dạ. Mình sẵn vậy mình nói về mối tình của mình đi. Những cái mối tình của mình có mấy mối tình rồi? Dạ, con có nhiều phân nửa mối tình. Nhiều phân nửa mối tình là sao? Là dạ là chỉ tìm hiểu thôi, không có cái gì sâu đậm à. Không có tiến tới sâu đậm. Dạ, tức là mối tình dài nhất của mình là bao lâu? Dài nhất luôn của con là 6 tháng. Vậy đó hả? Mà mấy lần 6 tháng rồi? Dạ có một lần 6 tháng. Một lần 6 tháng thôi. Dạ. Còn lại là linh tinh là 1-2 tháng rồi. Dạ có người thì một tuần. Ồ. Nói chung là cũng nhiều cái nữa. Nhưng mà cứ tuần hay tháng, cái dài nhất là 6 tháng. 6 tháng. Rồi bên đàn trai có mấy mối tình rồi? Dạ em có một mối tình. Mấy tháng? Dạ được cũng được 2 năm. 2 năm dạ. Cũng sâu đậm mà. Dạ kết thúc năm 2012 tới nay 8 năm rồi. Dạ vẫn ở không một mình, chưa có tìm hiểu. Tại sao 2 năm lại kết thúc? Dạ vì em quen thì bạn đó cũng còn nhỏ tuổi thì suy nghĩ mình vẫn chưa hợp nhau nhiều. Thì chia tay. Thì sau này bạn ấy cũng có gia đình luôn rồi, có con rồi. Có con luôn rồi. Dạ. Bây giờ mình nói cái mẫu hình lý tưởng mình cho bà mối qua nghe đi. Dạ em chào chị Vân. Rồi, thì chào em người đơn giản thì mẫu con gái cũng đơn giản thôi. Chiều cao thì 1m50, 1m55 trở lên, dễ nhìn, dễ thương rồi cân đối. Tóc sao? Tóc dài hay tóc ngắn? Dạ thì tóc cũng cỡ bằng vai cũng được. Tóc màu đen hay là tóc màu vàng? Tóc thì em lấy bình thường thôi. Không? Em lấy thích thường thôi, đừng. Được. Bình thường đúng không? Cái tóc màu đen bình thường đúng không? Đúng là mẫu người Việt Nam, phụ nữ Việt Nam. Phụ nữ Việt Nam. Dạ. Có một mẫu hình nào không? Mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ thì có mẫu dạng như cũng giống như là Lương Bích Thủ thôi. Lương Bích Thủ hả? Hay Lương Bích Thủ. Wow. Thì cũng dễ thương rồi tròn tròn vậy đó. Có cặp mắt thì một mí thì có viên. Tròn không? Tròn cỡ nào? Tròn cũng cỡ em nè. Tròn cỡ đây được không? Tôi đâu có tròn nữa đâu ông sao? Đây nè, tròn giống cái người kế bên á. Trời ơi, ông làm như giờ là ông nhon mà ông nhỏ lắm vậy đó. Ông nè, coi nhà gái tôi nè, xin lỗi ạ. Chào gái. Bây giờ nghe chàng trai nói kia em có được cảm nhận một người như thế nào không? Dạ có vẻ truyền thống. Truyền thống ha. Dạ. Bây giờ em muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em thích người là có bản lĩnh, sống có trách nhiệm, với quan tâm nhiều tới gia đình, chỉ cần vậy thôi à. Bây giờ nè, con đi với ai? Dạ con đi với mẹ con, rồi mẹ bản thân con với bản thân. Chào anh Di Quyền Linh, chào anh Di Hồng Giang. Dạ. Tôi là mẹ của bé Trang. Dạ. Mà cũng chào quý vị khán giả, chào bên đàn trai. Lên đây cũng nhờ hai anh Di lặng ghép hai đứa, cho nó hai đứa cơ hội. Rồi hết. Hai đứa, là hai đứa này sao cô? Tôi thấy... Cái đứa nhỏ này sao? Được. Được hả? Con bấm nút liền. Trời ơi mẹ dễ thương quá. Mẹ đồng ý bấm nút rồi đó. Còn em trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ rồi các dì và sếp và một chị đồng nghiệp trong công ty. Rồi chúc hai bà mẹ ra giao lưu cả nha. Chào Linh và chị Hương Vân, tôi là dì của cháu Thanh Điền. Dì nghĩ thì cháu gái bên đây thì ok, còn cái khoản mà con nói Thanh Điền bên kia, cái vụ mà trách nhiệm gia đình thì con khỏi lo chuyện đó là ok. Thanh Điền thì nó quan tâm gia đình gì lắm, rất đặc biệt là có hiếu thảo với cha mẹ. Đến đây thì
chị cũng mong cho hai cháu cho nhau cơ hội để tiến xa hơn nữa. Dạ. Cảm ơn. Còn mẹ đâu hả chị? Đây. Đó. Rồi mẹ đứng lên nói vài câu với thằng gái đi. Đó. Đó. Hai bà xui tương lai. Xui gia mình bắt tay. Dạ. Thằng trai nói gì với thằng gái đi. Chị cũng cho hai con nó cơ hội nó gặp nhau cho nó tìm hiểu nhau xa hơn nữa chị. Rồi, ok liền. Ok liền. Ai đứa mình xong ca luôn. Không ca luôn. Bắn gì? Chuyến xe Tây Ninh sáng nay chuyển bánh. Vậy là vui rồi ha. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Chào em. Có chút quà gửi em. Dạ, cảm ơn anh. Em phải thể hiện tấm lòng của anh. Dạ. Còn đây thì nó có ý nghĩa đây. Dạ. Cái này là anh thắt cái tim bảy màu. Đó. Dạ. Thì cái hình này á mà là em tượng trưng cho em. Dạ. Còn anh là trái tim tượng trưng. Dạ. Cho anh. Dạ. Trái tim anh sẽ lớn bao ra thì phủ lại em, phủ kính em để bảo vệ em. Dạ. Còn đây thì cái quả cầu tiết thì anh cũng muốn là tương lai anh cũng như thế này. Dạ. Là hai vợ chồng sẽ vĩnh cửu như thế này. Đó là cùng nhau để mà ngắm hoàng hôn hay gì đó. Dạ. Đắp chu đáo dễ sợ luôn. Chu đáo lắm luôn. Này em tặng anh cái cà vạt. À. Dạ. Chứ vậy tại sao lại tặng cà vạt? Rất là đẹp luôn. Một cái màu em nó thích luôn. Đúng màu em thích. Đúng, đúng em không? Thích luôn. Em thích là màu sọc 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 bông bông gì đó. À. Mà nhưng mà phải màu xanh. Màu xanh. À, bây giờ lý do nè, lý do tại sao tặng cà vạt? À, dạ anh thì để em muốn có cơ hội gắn bó lâu dài hơn ạ. Dạ. Sáng đây em cũng có một bài thơ tặng em. Dạ. Anh cũng sáng tác, anh tự sáng tác nhưng mà cũng không hết nói hay lắm. Thì tấm lòng của anh thôi. Dạ. Thì gặp nhau duyên nợ là đây. Cho anh cơ hội hẹn hò với em. Dạ. Nhờ phước ông mai bà mối dẫn đường dẫn lối cho anh yêu em. Yêu em yêu cả trái tim. Tình anh tình em trọn đời sắc son. Dạ. À, yêu em yêu cả đường đi, cách sông cách núi cũng không cách lòng. Dạ. À, cho nắm tay cái đi ha. Trời đất ơi. À, yêu em giữ vẹn câu thề, chung thủy giữ mãi tình không hề phai. Dạ. Yêu em yêu mãi cuộc đời, dù bao gió dù bao sóng gió vẫn là của nhau, trăm năm hạnh phúc bạc đầu thủy chung. Rồi em sẽ. Dạ, cảm ơn em. Rồi mình có hát lại mình tặng không? Dạ, vậy em xin hát tặng anh một bài là bài tên là Anh. Dạ. Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối, dù cho những lúc xa xăm, dù đêm mùa đông lạnh lùng. Anh đến nơi anh mang bao tình yêu nồng nàn, nụ cười trên môi xóa hết âu lo. Rồi. Hai đứa về về chỗ đi. Ngồi nói chuyện với nhau đi. À, em cũng quên, em xin gửi phần cho ông bay mà mối nữa. Chị tặng được. Em tặng theo tuổi. Ngại quá. Đây là tuổi của anh Quyền Linh. Đúng không anh? Rồi. Đây chị Hồng Vân là tuổi của chị Hồng Vân. Ôi cảm ơn em. Trời ơi. Một con ngựa bằng pha lê. Em ơi Linh ơi, em con gì ạ? Con này cũng giống tuổi nhưng mà chưa phải tuổi. Gặp phải ừ. Mình con khác. Ủa vậy hả? Xem ừ. Nhiều con vậy Linh. Không con này chứng minh nhân dân, con kia con khai sinh khác. Vậy hả? Thôi kệ cũng được. Cảm ơn nha. Dạ. Trời đẹp quá. Tặng gà mái. Không có gà trống, kiếm gà trống không có. Ý là em mua gà trống ở thị thị á. Thể hiện anh Quyền Linh thì đúng cũng rồi. Là người đảm đang trong gia đình, trách nhiệm trong gia đình á. Đàn ông của gia đình. Chân chất, mộc mạc. Đúng rồi. À, dạ. Em cho anh hỏi là theo quan niệm của em là tình yêu chân chính là sao? Dạ, em nghĩ tình yêu chân chính là có sự chia sẻ với nhau. Giai đoạn đầu thì chỉ tìm hiểu, nhưng mà khi mà quyết định yêu rồi á, mình chấp nhận những cái xấu của người ta, cái tốt của người ta. Còn nếu mình không chấp nhận được thì cái đó không phải là gọi là yêu nữa. Anh cũng nãy cũng tập trung quá, cũng quên hỏi em á. Không biết em tên gì ạ? Anh chưa quên biết tên. Trời đất ơi. Từ bây giờ mà chưa biết tên nữa. Dạ em tên Trang. À Trang. Dạ. Em nhớ anh Trang tên gì không? Trang có cần hỏi anh tên gì không? À dạ. Còn anh. Dạ tại hồi nãy mic hơi nhỏ á, anh em không có nghe. Không, em thấy vậy giờ hợp rồi đó, hai người quên hết hợp rồi đó. Em nói tên của em luôn đi. Dạ em anh tên Điền. Dạ. Tên Điền. Còn hai đứa tên đẹp lắm á. Đứa tên Trang, đứa tên Điền góp là Điền Trang. Trời ơi. Trời ơi.
Em thấy anh thế nào? Dạ anh đúng chuẩn truyền thống à. Nhìn nam tính. À, vậy thôi hả? Anh tưởng em nói đúng chuẩn mẫu người của em chứ ai giờ đúng chuẩn truyền thống hả? Vậy mà chưa đúng chuẩn mẫu em đúng không? Thì chúc anh sẽ biết. À, biết kết quả hả? Dạ. Bây giờ quan điểm hôn nhân gia đình thế nào? Hai em trao đổi với nhau luôn. Đối với em thì hôn nhân dặn như là hạnh phúc trong hôn nhân nó như thế nào? Nó quan trọng ở yếu tố nào? Em nghĩ yếu tố là đồng cảm. Đồng cảm với biết lắng nghe. Rồi còn cũng phải... Dạ. Lắng nghe rồi tôn trọng lẫn nhau. Tại vì không ai toàn vẹn hết. Thì nếu mà mình sống chung mà mình chia ly á, mình bắt từng ly từng tí một á, không có sự đồng cảm, không có sự lắng nghe thì khó không có sống chung được với nhau. Em nghĩ là vậy. Thì dặn mình có nỗi buồn gì cũng chia sẻ đúng không? Cũng đều dặn tâm sự với nhau, không được giấu đúng không? Mà cũng không có sống giả dối với nhau. Dạ đúng rồi. Em cứ dặn như là có ghen không? Em đặc biệt là không có ghen. Vậy hả? Không ghen vậy chắc là tình yêu không sâu đậm hay sao? Nó không ghen á. Không yêu đối phương không ghen thôi. Dạ, tại... Ghen anh cũng thích nhưng mà ghen chừng mực thôi. Dạ. Vậy mình biết cách đúng ghen đúng hay sai thôi. Vậy chứ là... ghen anh cũng thích ghen nữa. Ghen thì người ta mới yêu mình. Mới ghen thôi. Chứ không yêu mình là không ghen. Dạ, em... Vậy nó dễ bị là tình cảm nó nhạt lắm. Dạ đúng tại vì em thì giống dạng hai tính cách đối lập nhau á. Ở trong công việc thì em rất là cởi mở, rất là chia sẻ. Còn ở trong cuộc sống thì em hơi khép kín một xíu. Nên gọi là nội tâm. Em có người phải là người gia đình không? Quan tâm, chia sẻ. Em là người gia đình. Dạ. Thì có quan tâm, chia sẻ được rồi. Dạ. Ghen thì từ từ tính sao. Tương lai đi. Đâu bây giờ bạn này là kế toán nè. Thì giờ bạn tính sao? Mai mốt ví dụ như lấy nhau rồi thì ai sẽ là người giữ tiền nè? Dạ thì em tuy là em làm kế toán thôi chứ em cũng muốn giao tiền cho vợ giữ. Trời ơi ngon nha. Nhức đầu quá hả? Đúng không? Nhức đầu quá đúng không? Thì nếu vợ thì nếu làm kinh doanh thì cũng tính toán cũng nhiều hơn là kế toán nhiều. Kinh doanh về lợi nhuận đồ thứ nhiều thứ lắm. Thì nếu mà hai chồng nếu mà kết hợp nhau thì kế toán với kinh doanh thì nó cũng rất là tốt. Quan điểm về con cái thế nào? Con trai con gái gì đó? Thì em muốn bao nhiêu người con? Dạ em muốn càng nhiều càng tốt. Mà em sợ mình lớn tuổi rồi á. Em cũng sinh năm 88 mà đúng không? Dạ 88. Mình nếu mà tìm hiểu được á thì thời gian mình bao lâu mình được kết hôn? Dạ cái này á thì em nghĩ là nếu mà hai bên mà thấy hợp với nhau á, thấy hợp tính cách với nhau, có thể sống chung với nhau lâu dài á thì thời gian em nghĩ là 6 tháng cũng được mà 5 cũng được, nhưng mà tùy thôi, tùy nếu hai người hợp với nhau thôi. 6 tháng thì đó anh cũng ok đó, thì cuối năm cũng được, ok luôn. Nó càng sớm càng tốt cũng được. Dạ. Em nói một câu gì đó rất ruột mình ha, nói những cái suy nghĩ tận đáy lòng về đối phương, cảm nhận đối phương thế nào. Thì anh thì thấy em á cũng dễ thương, đẹp, sống mũi cao, hơn mẫu người lý tưởng của anh rồi đó, hơn rồi đó, vượt tầm kiểm soát của anh rồi đó. Anh cũng mong là mình gặp chương trình, nhờ tham gia chương trình thì cái duyên này là thật sự là cái duyên. Cho nên thì anh đến với em thì bằng cả trái tim, bằng cả con người mình luôn, có thể là cả tính mạng mình luôn, để bảo vệ em, rồi lo cho em hạnh phúc, để em không buồn hay là chạnh lòng hay là buồn thay tủi thân vấn đề gì hết. Đó, anh sẽ cố gắng, anh là người đàn ông chính trách nhiệm, anh cố gắng để cho em được hạnh phúc và vui vẻ. Hay quá. Tôi nghe vậy là tôi bấm liền rồi đó, tôi không có chờ đợi gì hết trơn á. Hay luôn. Rồi để tay vào nút bấm đi các bạn. Mình nhắm mắt lại kiểm tra xem thật sự trái tim mình rung động trước đối phương chưa. Nếu có một chút rung động, chúng ta đừng ngại ngùng bấm ngay cái nút đó. Còn nếu chưa cảm nhận được gì thì không cần bấm nút. Và khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Các bạn suy nghĩ cho kỹ. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định điều đó. 1, 2, 3. Hết thời gian. Hai. Chúc mừng. Yes. Em xin phép gia đình đi. Dạ. Thì ở nhân đây chương trình á thì con xin phép anh để xin phép cho con làm quen với Trang, tìm hiểu Trang và có thể là con thay bác để chăm sóc và lo cho hạnh phúc cho Trang sau này. Dạ con xin hết. Rồi Trang nói gì với bên đây đi. Trang nói gì với mẹ với dì nè. Dạ con chào dì, chào mẹ. Mẹ luôn cũng được sao cả. Dạ
nhân đây thì lên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì con cũng muốn cho mình cơ hội, cho anh cũng một cơ hội để tìm hiểu nhau. Nếu mà có duyên thì hai người tiến tới hôn nhân ạ. À, chào mẹ, chào gì rồi đó, mình chào lợi đi. Dạ thì do lúc nãy thì em cũng, con cũng hơi sót với con chào mẹ lại. Mong con sẽ được kêu mẹ nhanh sớm nhanh. Dạ. Này được lắm á. Bây giờ con thấy này được á con. Rồi xin phép mẹ luôn, xin phép mẹ cho con hôn nụ hôn đầu tiên cho em Trang. Dạ thì nhân đây thì con cũng xin phép là mẹ cho con hôn nhẹ môi lên má của em Trang. Dạ. Hôn nhẹ môi của ổng lên má của em Trang. Đó. Dạ được không bác, vô mẹ. Được à, có duyên lắm á, dễ thương nữa. Thôi chúc hai em sẽ sớm về chung một nhà nha. Rồi dạ, đây là quà tặng. Cảm ơn chương trình. Còn chè mẹ mẹ xem chương trình mẹ đừng có la con nha. Em có thể tự độc lập tài chính, em tự kiếm ra tiền lo cho bản thân và lo được cho gia đình em. Em đã độc lập từ tài chính từ năm 22 tuổi sau khi em tốt nghiệp đại học rồi. Em độc lập tài chính từ năm 18 tuổi rồi chị ơi. Rồi vậy là anh giỏi hơn. Rồi vậy là xuất sắc hơn cả. Mời nhà trai. Thôi mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ em lần đầu tiên em xin kính chào anh Quyền Linh, em. Chị Hồng Vân và các bạn khán giả ở trường quay và bạn nữ bên kia. Em tên là Hoàng Ngọc Vũ, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Vũ làm gì Vũ? Dạ em làm lập trình viên và marketing online. Ở quận mấy Vũ? Dạ ở em làm ở nhà luôn. Ở quận dạ, mấy? Gò Vấp, Gò Vấp. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về bản thân mình nào. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh, chào tất cả. Em tên là Jessica, năm nay em 26 tuổi. Em đang làm designer và editor của Trung tâm Tư vấn Du học Âu Mỹ. Dạ em đến từ Đà Lạt. Vậy đó. Và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm ở quận mấy? Dạ em làm ở quận 3 anh Quyền Linh. Hợp lý. Jessica hả? Tức là tên Việt của mình là gì? Dạ em tên là Thúy ạ. Có ưu điểm, khuyết điểm gì mình nói cho bên nhà gái nghe đi. Dạ ưu điểm của em thì em là một người sống rất là tình cảm. Rất là quan tâm đến gia đình. Tốt. Và em mà đã muốn làm cái gì á thì em sẽ quyết tâm làm đến cùng. Về mà khuyết điểm của em á thì thứ nhất là em có hút thuốc. Cái thứ hai á là em rất là kén ăn. Tại vì nhiều khi mà mẹ em nấu mà em còn chê là không có hợp khẩu vị của em. Thôi dạ. Mẹ nấu mà không hợp khẩu vị biết ai nấu mới hợp đây. Trời ơi, không tại vì ngon là được ạ. Tại vì em thấy ngon. Vậy là em nói mẹ em nấu không ngon gì? Không phải, mẹ em nấu cũng ngon nhưng mà cũng tùy món ngon ạ. Trời ơi. Dạ mẹ xem chương trình dạ. Mẹ đừng có la con nha. Khó trong ăn uống đó nghe bạn này nè. Còn mình rồi. Thì sao nè? Dạ, khuyết điểm của em là do cái tính chất công việc của em là làm thiết kế cho nên em phải thức khuya nhiều á chị. Tối ngủ em hay bị nơi mớ. Em hay bị nghĩ là bị đồng nghiệp dí hay là sếp dí. Còn cái khuyết điểm thứ hai của em là mỗi lần đi coi phim á là em hay để ý những cái hiệu ứng hơn là để ý xem là nội dung của phim như thế nào, hay hay dở, diễn viên đẹp hay xấu. Cho nên người ta đi coi phim với em thì người ta hơi bị chán. Em ăn nhiều nhưng mà không có mập được. Trời ơi, cái đó ưu điểm đó cưng. Dạ. Cưng dạ. Ở đây không ăn mà hít không khí không còn mập đây nè. Muốn chết vậy đó. Dạ. Đừng có nói chữ mập nó nhạy cảm lắm. Thôi nín đi. Giờ ưu điểm mình là gì nè? Dạ, em có thể tự độc lập tài chính, em tự kiếm ra tiền lo cho bản thân và lo được cho gia đình em. Ngày hôm nay em có chuẩn bị một cái món bánh cho em tự làm, mời hai MC cùng với anh trai bên kia. Trời ngon à. Trời ngon à. Anh Quyền Linh ơi, nếu như mà anh ăn bánh của em á, mà anh thấy ngon á thì anh có cho em cái địa chỉ đi là em sẽ làm và ship qua nhà anh. Trời ơi được. Trời ai như bà mối kia. Trời ơi. Cưng. Dạ. Mình đã bắt đầu độc lập về tài chính từ năm bao nhiêu tuổi? Dạ em đã độc lập từ tài chính từ năm 22 tuổi sau khi em tốt nghiệp đại học rồi. Và em đã từ cái thời điểm đó là em đã gửi tiền về lo được cho gia đình. Quá giỏi, xuất sắc nha bạn trai, nghe xuất sắc nha. Em độc lập tài chính từ năm 18 tuổi rồi chị ơi. Dạ, trời vậy là anh giỏi hơn rồi, vậy là xuất sắc hơn, càng tốt em ơi. Dạ.
Tôi độc lập tài chính từ lúc 3 tuổi rồi nè. Dạ. Dạ. Bây giờ mối tình của mình thì được mấy mối tình rồi? Em có một mối tình sâu đậm nhất, một mối tình 8 năm. Và em là chia tay được 1 năm rồi. Thanh mai trúc mã luôn á. Lúc mà bọn em yêu nhau thì không có vấn đề gì hết. Mà khi ra làm chung thì mâu thuẫn nhiều. Và anh đó không bảo vệ được cho em và bọn em chia tay. À vậy, hai đứa làm chung chỗ hả? Dạ đúng rồi. Tội nghiệp quá, mối tình 8 năm mà chia tay. Mấy mối tình này nói cho bà mối nghe đi. Dạ em chào chị Hồng Vân. Ừ. Em đã trải qua hai mối tình. Một mối thì là em đơn phương năm lớp 8. Thôi thôi. Còn cái mối tình gần đây nhất thì em chia tay cách đây 2 năm. Mới quen được có khoảng gần 5 thôi. Gần năm mà chia tay 2 năm rồi thì cũng không có gì là sâu sắc rồi đúng không? Chỉ có ấn tượng nhất là mối tình năm lớp 8 mà em yêu đơn phương người ta thôi chị. Vậy đó hả? Dạ. Bây giờ vẫn còn yêu không? Bây giờ mình chỉ nhớ về cái ký ức thôi chị. Giờ người ta đã có gia đình rồi. Không, người ta chưa có gia đình, người ta mới có bạn trai thôi. Em kiếm tiền từ năm 18 tuổi luôn. Vâng. 18 tuổi em cũng ra đời, em làm nhiều ngành nghề em chị. Có nuôi gia đình không? Em có gánh nặng về gia đình. Em vẫn có hỗ trợ ba mẹ tiền sinh hoạt các thứ vậy. Rồi giờ mình đã có nhà riêng chưa? Không, em vẫn ở chung với ba mẹ em. Em thích cái mẫu người con gái như thế nào? Thường thì em thích một người con gái là biết nấu ăn là em thích rồi đó. Hiền lành, biết quan tâm chăm sóc với gia đình. Bạn đó là designer đó. Mấy cái người như vậy chắc là lăn lắm á. Em sợ nhất là những người lăn, tại vì ít nhất là em nhìn là em sẽ hết hồn, tại vì người ta design á là về cách ăn mặc, về gu ăn mặc của người ta rất là có gu rồi. Đúng em không? Em thích một người mà giản dị tí thôi, đừng có mà cầu kỳ quá. Hiện đại thì cũng được nhưng mà đừng có hiện đại quá chị. Hại điện á. Yeah. Bên đây cũng có gu vậy, mặc quần rất tàn nát. Ông mối sao người ta y vậy thôi? Ông tưởng ông mặc đồ lành lặn à? Cũng có lắm mà da. Hay thật. Hình mẫu lý tưởng nếu mà xét về bản vẻ ngoại hình đó thì cỡ Mizu. Rồi có cần giỏi giống như Mizu không? Không, không cần đâu. Bình thường là được chị. Chỉ cần ngoan hiền, giao diện dễ thương, đừng có chỉnh sửa Photoshop nhiều á. Ừ, thưa, đừng chỉnh tự sửa, nhiên đúng truyền thống. Nhưng mà bây giờ người ta là vừa giỏi mà vừa có cái nét của Mizu thì theo em thì sao? Thì nếu thì mà sao? Vậy em sợ em bị lép vế thôi chị ơi. Mi gì đây? Anh giúp em. Em chào anh Quyền Linh. Trời ơi, dễ thương. Bên này á, nghe em nói á, thì dạ, biết rằng em là một người cũng rất là năng động. Dạ. Và biết tự lập, biết kiếm tiền ha. Thì em yêu cầu như thế nào? Em muốn một chàng trai thế nào? Em có thể diễn tả thử xem. Dạ, về ngoại hình á, thì em không có yêu cầu gì hết. Vì em quan niệm là một chàng trai quá đẹp thì nó sẽ không có chung thủy. Em chỉ cần là em không, nhìn em yêu là được. Không đúng đâu. Có những người rất đẹp nhưng họ rất là chung thủy. Dạ. Có đôi khi có những người không đẹp mà họ không chung thủy. Dạ. Cái này cũng tùy theo con người chứ đừng nói đẹp là không chung thủy. Cái đẹp như chị Hồng Vân á, chị cũng chung thủy lắm chứ bộ. Chị cũng chung thủy lắm chứ bộ. Người ta đang nói con trai, người ta không có nói đến phụ nữ. Mình nói phụ nữ ai cũng chung thủy hết trơn á, 80% là phụ nữ chung thủy rồi. Nhân nhà gái thì tôi xin mời ông một cái bánh với lại bạn bên kia một cái bánh. Mời nhà gái được không? Không. Rồi nhận xét giờ ông thích ăn gì tôi lấy. Hả? Ăn gì đưa nè? Cho bạn trai ăn trước đi. Đó đưa. Mọi người ơi, đẹp lắm luôn. Trời cô gái ơi, bánh nhiều màu sắc đi. Sắc. Để coi bạn trai ăn cái gì. Em ăn cưng cái ơi, đi cho. Ăn gì nào? Em đang thèm. Không, bỏ tay ra. Chị em lấy cái này chị. Cái mà nhiều màu sắc chị. Cốm phải không? Rồi dạ, dạ. Ok. Lấy đúng cái mình thích ta. Thôi vậy thôi em nhờ anh phải lên để em lấy cái này. Có tới hai cái cốm. Em là giai chính mà. Rồi ăn đi xong. Còn cái nữa được không? Kèo quá. Đúng rồi, đúng ra phải đưa mình hết hộp á. Dạ. Thử thức đi em. Thưởng thức. Ngon quá, nhìn ngon quá. Nhìn kem. Nhìn kem ngon quá. Ngon thì bên nhà gái tôi nói là nếu mà anh Linh thích thì là bạn sẽ làm, bạn ship tới tận nơi cho anh. Còn cái nữa thôi. Không. Ngon quá. Sao bạn trai thấy sao nè, cho cảm xúc coi nè. Đưa đây anh bỏ thùng rác cho. Ngon chị ơi, cho em xin thêm một cái nữa chị ơi. Đó thì để nói cho bạn biết là bạn khó ăn đúng không? Bên đây là bánh là rất là khó. Được, đằng trai chịu quá. Đó, bên nhà gái tôi có quyền chọn. Em hình dung cái người con trai ngồi bên rào bên kia như thế nào? Có thể là anh đó cao 1m8. Mét mấy? Có 1m8 không anh? Không em ơi. Xuống xuống. Dạ 1m7 cũng được. À, 1m7 hả em? Được. Dạ. Cỡ ở đây. Mét rưỡi được không em ơi? Em nghĩ là anh có mắt 2 mí hả anh? Anh có mắt 2 mí không? Anh mắt 2 mí nhưng mà mét rưỡi được không em? Ủa hồi nãy em mới nói 1m7 mà. Không, mà ý anh hỏi á là 1m5 được không? Cũng được, không sao được. Em chỉ cần con trai giỏi nghe, thôi. Nghe cũng được, nó hơi bị miễn cưỡng em. Em nghĩ là anh
tóc anh nhiều. Rồi sao nữa nè, tưởng tượng nữa không? Em nghĩ là anh đang mặc một cái áo sơ mi và một cái quần tay, mang đôi giày tay, đúng không anh? Áo sơ mi thì có nhưng mà quần... đúng ta. Quần jean rách, rách từ không sao, cá tính. Tại em cá làm tính. Designer, em thích những cái cá tính. À, ngày hôm nay em có kế một cái này. Dạ. Đây, hãy nói với chị, em gửi cho ai? Dạ, em muốn gửi cho anh trai bên kia. Đó chỉ là lời nhắn của em để gửi cho anh đó thôi. Lời nhắn hay hâm dọa anh? Hai tay đàng hoàng, bên đây người ta trân trọng. Đàn trai xin phép nhận. Có kèm bánh nữa tốt. Đúng rồi, đúng rồi. Đọc đi em. Anh à, em là một cô gái bình thường, nhưng chắc chắn sẽ khác với tất cả các cô gái khác. Em là người không ngại học hỏi và chăm chỉ để đạt được mục tiêu. Em đang tìm kiếm người đàn ông có thể chưa có gì trong tay ngay bây giờ, nhưng chắc chắn sau này phải có chí tiến thủ. Em không ngại cùng anh vượt qua khó khăn, nhưng anh phải chắc chắn một điều. Anh phải thật sự cố gắng hết mình cho cả hai, để không phải vì chuyện miếng cơm manh áo mà sau này nặng lời với nhau. Em đưa ra thử thách này, nếu anh đồng ý, em muốn cùng anh đặt mục tiêu cho tụi mình là anh sẽ đạt được thành công trong công việc và sẽ có được mức lương thu nhập ở con số 30 triệu một tháng. Anh chấp nhận thử thách này của em không? Em nói lương em nhiều một tháng. Lương em hả? Ừ. Khoảng nhiều một tháng. Khoảng bằng cái mức lương bạn đang yêu cầu. Có khi nào hơn không? Cái này bí mật anh. Lập trình viên là lương cao lắm nha. Vâng. Tôi nói cho các bạn biết, lập trình viên hiện nay tôi có thuê lập trình viên rất nhiều rồi. Là một tháng từ 60 triệu đến 80 triệu. Được chưa? Dạ. Yên tâm chưa đàn gái? Dạ. Thử thách này đã vượt qua. Vâng. Cô gái đi với ai vậy? Dạ, em có đi với chị đồng nghiệp và chị ở chung nhà với em. Chào cô Hồng Vân và chú Quỳnh Linh và mọi người trong trường quay. Thì cháu là đồng nghiệp cùng với lại cơ quan của Thúy và ở cùng nhà với em ạ. Với cái bạn trai bên này thì chắc là khá là hợp với lại cái yêu cầu của Thúy. Thúy nói là Thúy không yêu cầu ngoại hình thôi, nhưng mà Thúy rất là thích những cái bạn mà ngoại hình sáng sủa, nhìn vừa mắt của Thúy ấy. Cháu thấy là bạn bên này thì khá là hợp với Thúy. Có điều là thấy bạn Thúy nhà em thì hơi ít nói, với lại bạn hơi nội tâm, dễ bắt nạt ấy. Bạn bên này thấy lanh quá cô. Sợ là về bạn bắt nạt Thúy ấy. Với lại là bạn có nói là cái chuyện người yêu cũ của bạn ấy mà bạn còn lấn cấn cái tình yêu suốt từ năm lớp 8 đến giờ. Thì không biết là sau này bạn giả sử như mà bạn đến với Thúy đi, mà cô gái kia thì cô cũng chưa lấy chồng, thế cô lại muốn quay lại với bạn thì bạn tính thế nào? Hoặc là bạn nói là bạn đã tính toán hết cái chuyện như là lấy vợ, sinh con rồi này kia, thì bạn tính thế nào? Con bạn đi học như nào, rồi tiền là bỉm sữa, rồi học hành như nào, bạn đã tính như nào rồi, thì bạn chia sẻ một chút cho Thúy và mọi người ở đây cùng biết. Đó. Về cái vấn đề mà mỗi tuần lớp 8 á, thì hiện tại thì mình không có còn nhớ đến nữa, nó chỉ là một ký ức thôi. Chứ là mình không có lưu luyến. Còn về việc mình lăn á, lăn ở đây không phải là lăn theo kiểu bắt nạt người khác, mà lăn ở đây là lăn trong công việc, trong các mối quan hệ để mình giao tiếp tốt với lại mọi người xung quanh. Còn mà về vấn đề mà bạn muốn thắc mắc là mình chuẩn bị những gì, như là con cái tiền sinh đó, cái đấy thì mình đã chuẩn bị trong đầu hết rồi, cho nên là bạn cứ yên tâm. Những cái gì tốt nhất là mình sẽ dành cho người con gái của mình. Yên tâm thì yên tâm rồi, nhưng mà nếu được thì bạn chia sẻ một chút đi. Tại vì nhiều bạn trai cứ hứa hẹn ấy, em cứ về với anh, em yên tâm, em sẽ thế này, em sẽ thế kia. Thế thì mình biết nhiều bạn trai cũng hứa hẹn là sẽ yên tâm, nhưng mà nếu mà bạn muốn chi tiết, ý của bạn là muốn chi tiết luôn gì đúng không? Cũng không cần phải chi tiết, nhưng mà bạn có thể nói là ví dụ bạn nếu như mà bạn đến với Thúy chẳng hạn, thì là cái dự định về cuộc sống của bạn như nào, con cái thì sinh mấy đứa chẳng hạn này, sống ở đâu, rồi học cái gì, như thế nào. Đó, cái vấn đề đấy là sau này với lại mình sẽ họp với bạn gái, ví dụ như con cái thì sẽ học ở trường quốc tế, còn sân ở bệnh viện quốc tế, rồi nếu mà học thì mình định hướng con cái mình sẽ học theo lĩnh vực công nghệ thông tin luôn, chứ mình không muốn con mình phải đi theo những lĩnh vực khác, tại vì nó là cũng là đam mê của mình. Nghe bạn trai chia sẻ thì thấy là hợp với Thúy rồi ạ. Cảm ơn rồi, cảm ơn bạn nữ. Rồi bây giờ xin mời bạn trai, bạn đi với ai vậy? Dạ em đi với lại anh họ của em. Em chào chị Hồng Vân với chào anh Quỳnh Linh với các bạn trong trường quay. Em là anh họ của Vũ, cũng ở gần nhà Vũ. Thì do cái đặc thù cái công việc của em làm trên online với lại tiếp xúc khách hàng nhiều á, nên cái tính tình nó hơi năng động một xíu. Nói về tương lai á, thì Vũ có chia sẻ với em á, là Vũ cũng đã chuẩn bị cho cái ngày
những ngày sắp tới nếu mà lập gia đình rồi, cứ yên tâm về vấn đề đó, hay chia sẻ với anh điều đó. Rồi. Thôi bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi nha. Đúng rồi, mở rào thôi. Mở rào. Tiến lên. Tiến lên nhận quà, trao quà. Nào. Có món quà tặng bạn. Dạ, em cảm ơn. Tại mình tính mua hoa nhưng mà mình lại thấy bạn như một đóa hoa rồi, cho nên là mình đứng đó mở quà đó luôn. Dạ. Em tặng anh bức tranh em vẽ về Đà Lạt á anh. Anh có đi Đà Lạt bao giờ chưa anh? Anh đi đúng một lần năm học cấp 3, tại vì anh ít khi đi du lịch xa, tại vì mỗi khi đi xa là anh thấy nhớ nhà. Quà của anh đa dạng. Anh tặng em một con gấu bông, một cái lắc tay. Dạ. Với lại một cái đồng hồ thông minh, với lại một cái lọ đựng hoa để em trưng trong phòng cho đẹp, với lại có một cái tấm thiệp. Đọc tấm thiệp đi, đưa cái quà đi. Người cô đơn trái tim rất dễ tổn thương. Nếu em không ngại hãy để anh là mảnh ghép còn lại trong trái tim em nhé. Dễ thương quá anh. Bình thường anh nói chuyện cũng ngọt ngào vậy. Không, bình thường anh thường anh nhắn tin hay anh ghi ra giấy thì anh ngọt thôi, chứ nói chuyện anh ngại nói ngọt lắm. Em có giống như trong anh tưởng tượng nãy giờ không? Cũng giống á. Anh nghĩ ở sau bức màn nãy giờ em là một người ngoại hình như thế nào? Thì anh nghĩ là em một người ngoại hình nhỏ nhắn. Dạ. Dễ thương, xinh xắn. Có giống như cái mẫu người mà anh muốn, có giống như Mizu không anh? Cũng được. Không phải, cái Mizu là chẳng qua là anh đưa ý tưởng vậy thôi, nhưng mà không phải giống 100% được. Em cũng là vô tiêu chuẩn của anh, đúng cô của anh. Em có nhận xét gì về anh không? Nói chung em rất là thích con trai năng động. Và em thấy anh cũng làm nghề liên quan tới công nghệ giống em rất là thích. Với lại em thích con trai đeo mắt kiến nữa, hồi nãy em không nói. Đeo mắt kiến nhìn chi thức. Ừ, thì không biết là em có ý định mà lập gia đình sớm không, hay là em dự định muốn của là anh mình tìm là bao kỹ? Giờ lập gia đình? Không, gia đình của anh thì anh tôn trọng quyết định của bạn nữ, nhưng mà theo anh á thì mình tìm hiểu kỹ á, thì mình lúc mà mình lấy nhau thì nó đỡ được những cái giống như là những cái mâu thuẫn. Theo em á thì cái chuyện quen lâu hay không á không quan trọng bằng cái chuyện mà đủ duyên nợ thì mình đến với nhau. Em đang sống ở ở trong 3. Sài Gòn luôn hả? Dạ. Em thuê nhà ở chung với chị. Còn ba mẹ em ở dưới ở Đà Lạt anh. À Đà Lạt hả? Dạ. Anh cũng thích Đà Lạt lắm á. Nhưng vậy mà giờ anh có lý do để đi Đà Lạt rồi đó. Thì đó, anh không ngại đến Đà Lạt đâu, anh chỉ cần em đi cùng anh thôi. À, tại vì hồi trước anh có đi Đà Lạt, nhưng mà đấy là năm cấp 3 anh có đi đúng một lần rồi, còn sau đó đi là anh không có đi Đà Lạt. Dạ. Tại vì không có ai đi cùng với anh hết á. Lâu nay em cũng đi về Đà Lạt và đi có một mình thôi, em cũng muốn có người đi cùng với em. Thường nếu mà em có thích đi du lịch không? Dạ có anh. Thường thì em đi du lịch thì em đi xa không, hay là em đi... Em chỉ đi trong nước thôi. Không, anh biết rồi, trong nước, nhưng mà ý là em đi bằng xe máy, đi phượt, chạy đi phượt, hay là em đi như nào? Em không có thích đi phượt lắm. Cái đấy giống anh á. Dạ đúng rồi. Tại vì ngồi xe lâu mệt lắm. Dạ đúng rồi. Cái thời gian đó mình có thể dùng để đi chơi nó thoải mái hơn là thời gian ngồi xe nó rất là mệt. Nếu mà anh đi du lịch là anh phải đi máy bay không à? Chứ anh đi xe là anh chịu, anh không đi được điểm xe. Điểm đó anh với em hợp nhau rồi. Anh thì bình thường anh làm việc á, anh ngồi máy tính một ngày có khoảng mười mấy 20 tiếng là anh ngủ ít. Nhưng mà cái sở thích của anh á là đọc truyện, xem phim, với lại anh nghe mấy cái nhạc nào mà hay thì anh hay edit lại mấy cái video để xong anh up lên Facebook anh. Để lâu anh vô anh nghe. Em cũng hay dựng phim. Em có thể tiến tới và nắm tay cô gái nói điều gì đó hoặc hát một bài nào đó. Em hát dở, em nhường bạn gái hát thôi, trước được. Em không hát được. Anh nói với em cũng được, không cần phải hát đâu. Thôi nắm tay cổ đứng lên đi cưng. Người ta đưa tay nãy giờ rồi, không chịu nắm nữa. Anh sợ em vậy luôn. Không, tay anh ra mồ hôi cho nên anh ngại nắm tay. Anh nắm tay kia được không? Em đâu có ngại đâu. Rồi anh nói gì với em đi. Anh hy vọng là em và anh có thể cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau. Dạ. Anh thấy em thì anh cũng rất là mến em. Dạ. Tí nữa bấm nút nha em. Tí nữa bấm nút nha em. Nãy giờ chúng tôi đã để thời gian cũng khá dài để các bạn có thể trao đổi về rất nhiều thứ. Quyết định bấm nút là phải có trách nhiệm với điều đó. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian.
tốt rồi. Rồi thôi mình nắm tay đi cưng, nắm tay đi. Đó, mình trao nhau cái nụ hôn đầu tiên đi cưng. Anh xin phép hội em nhé. Công việc là mình đã có được gì rồi? Nhà đất tiền. Xong, bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai, xem kế hoạch của họ để tiến tới hôn nhân là gì. Hả Mang, mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Đây, bạn nam với bạn nữ đã có mặt trên sân khấu rồi. Rồi, bây giờ mời bạn nữ giới thiệu, bạn nói to lên. Bạn tên gì? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Úc Thêm, năm nay 34 tuổi. Vậy là nhà đông anh em lắm phải không? Dạ, bốn anh chị em. Là Úc rồi, mình này là vì ráng đó hả? Rồi Úc Thêm là quê ở đâu? Dạ, em gốc là ở ngoài Bắc, ở Thanh Hóa, nhưng mà đã chuyển vô Bình Dương từ năm 2008. Bây giờ mình đang công tác ở đâu? Bây giờ em đang sống ở Bình Dương, làm việc ở Củ Chi. Rồi, bây giờ bạn bên trai bên kia giới thiệu cho mình đi. Em chào anh Quỳnh Linh. Rồi, chào bạn. Em chào chị Cát Tường và chào bạn gái bên kia. Em tên là Trần Đình Tuân ạ. Tuân. Em đang công tác tại công ty OCI Việt Nam ạ. Em làm bên khâu sản xuất. Sản xuất cụ thể là gì bạn? Thuốc bảo vệ thực vật. À, thuốc bảo vệ thực vật. Dạ. Nhưng mà sao mình để tóc nó hơi dài vậy? Bạn nhiêu tuổi? Dạ, em 36 tuổi chị ơi. 36 tuổi. Nhưng mà để tóc dài vậy nó ngứa ngáy giống gái quá. Sao không cắt đi? Cắt thì dễ thôi, không có gì khó cả. Nhưng mà đây là cái tấm lòng của em. Khi mà em tham gia chương trình ấy, thì tóc em giống anh Quỳnh Linh này. Ủa, tấm lòng là sao? Tự để tóc dài tấm lòng cho chương trình là sao? Tức là cái thời gian em đợi chờ rất là lâu. Đến lúc mà tóc em dài rồi á. Tóc em dài rồi mà em mới được kêu. Trời ơi. Đấy. Tức là khi đăng ký chương trình tóc như vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Tóc em 3 phần thôi. Vậy là hiểu lâu lắm rồi đó. Em đợi gần cả năm ấy. Ôi rồi, cảm ơn bạn. Đăng ký năm mấy rồi hả? Dạ. Trời, phải biết để dài chút xíu nó đẹp hơn. Hay hay hay. Bởi bạn biết không, chương trình đông lắm. Hiện nay là có thể nói là các bạn trẻ đăng ký tham gia là không thể đếm hết được. Dạ, nhưng mà em là người may mắn trong những số. Đúng rồi, bởi tôi phải đi tìm những cái sự gọi là hợp với nhau đó. Dạ. Những cái yêu thích của bạn, những sở thích bạn đưa ra. Hồi nãy Úc Thêm nói Úc Thêm bao nhiêu tuổi? Tường 34. Ủa, nếu 34 thì mình cũng hơi lớn rồi ha. Mình đã gấp rút chuyện gia đình kết hôn chưa? Đi coi bói, người ta nói năm nay là năm tốt cho nên gia đình hối, cho nên là cũng... Coi bói mới lấy chồng hả? Thầy bói có nói là lấy chồng như thế nào không? Là tốt không? Thì nói là người lớn tuổi hơn thì tốt. Anh kia có đi coi bói không? Dạ không, em không có mê tín gì đâu anh chị ơi. Thì chủ yếu là cái tâm của con người đến với nhau thôi, chứ còn tuổi tác thì không có quan trọng. Mình chia tay cái mối tình sau cùng này bao lâu rồi? Dạ chưa có mối tình nào hết. 34 tuổi chưa có mối tình nào? Dạ. Tại sao? Nói chung em thấy cuộc sống độc thân cũng vui. Vui xong ở độc thân luôn đi. Nhưng mà nói gia đình hối nhiều quá. Cho nên có nghĩa giờ là giờ gia đình hối thôi chứ mình cũng chưa thật sự muốn. Dạ không, cũng muốn rồi, tại vì cũng lớn tuổi rồi cho nên giờ muốn cũng có người để mình tâm sự, chia sẻ vui buồn á. Mà hồi xưa giờ chưa có một mối tình nào hết á. Dạ. Là được nắm tay bạn trai chưa? Chưa. Trời ơi. Hùng chưa? Trình chưa nắm tay lấy tay gì hùng? Biết đâu không nắm tay nhưng mà hùng. Bạn trai nghe vậy có ý kiến gì không bạn? Cảm giác bạn thấy như thế nào? Dạ, hơi phê phê chị ơi. Hơi phê hả? Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có một mối tình chị ơi. Em chỉ quen được hơn một năm thôi thì mối tình nó không thành công cho nên em không quen nữa. Nhưng mà bạn đề nghị chia tay hay bạn gái đề nghị chia tay? Thì nói chung là chủ yếu là phụ nữ thôi, phụ nữ khó hiểu lắm cho nên là người ta nói như vậy. À. Chia tay bao lâu rồi bạn? Em chia tay được 10 năm mà em chỉ quen 1 năm thôi. Thế 10 năm nay là lo chuẩn bị công việc không cho nên là chưa có mối tình nào đúng không? Dạ đúng rồi. Em thấy... Bây giờ công việc là mình đã có được gì rồi? Nhà đất tiền. Mạnh miệng dữ. Nhà đất tiền, đợi chút bóc dáng ngoại hình gì tính sau đi. Các Tường rất là quan tâm đến nhà quá. Nhà đất tiền. Đấy. Nhà ở đâu? Dạ Bình Dương. Bình Dương. Đất ở đâu? Đất cũng ở Bình Dương luôn. Tiền để đâu? Tiền trong người. Trong người. Kiểm tra. Dở. Móc luôn. Móc ra coi. Trời ơi. Gì 500 ngàn không vậy? Trời ơi. Không có 2 tờ 500 mới có 1 ngàn.
Phải tích góp từ từ. Tiền vô tư. Đó, nhiều lắm. Có nghĩa là bây giờ nếu quen nhau là bữa nay mà bấm nút hẹn hò nhau xong là về đi cắt tóc liền phải không? Thì 30 là xong, có gì đâu mà lo. Được, được, được. Thích người bạn gái như thế nào? Nói chung là mơ ước của đàn ông thì chỉ thích phụ nữ đẹp thôi. Ai cũng thế thôi, kể cả anh của em cũng vậy thôi đúng không? Móc cũng vô chi, móc cũng vô chi. Bây giờ em phải lôi vào, không có chị chém thì chém cả hai anh em của em. Không chém thì em thì khổ em. Lý do tại sao ế? Em do tập trung công việc, với lại tại vì cái cuộc tình đầu tiên của em bị thất bại nên em rất là sợ. 10 năm rồi còn sợ gì nữa? Em không muốn quen rồi bỏ, quen rồi em không thích. Em thích quen thì em lấy, em tìm hiểu lấy thôi. Còn nếu có hư chỗ nào thì em sửa chỗ đó, em xài tiếp. Em không có bỏ. Tại vì con người chứ không phải là máy móc. Làm như vậy nó mất hay đi. Có nghĩa là được, là được từ đầu mà không được là thôi. Thì vua mình thôi. Mình làm một cái móc áo thì bây giờ chỉ kiếm áo treo lên thôi. Mình có đầy đủ tất cả. Mình kiếm tình cảm, này không mua được. Phải đi nhờ đến chương trình. Mình cũng phải đưa ra một cái tiêu chí như thế nào. Tiêu chí thì đẹp như cách tường mà được rồi. Không nổi. Em đã nói là ai cũng đi làm em thấy chị không nổi đâu, không nổi đâu. Nổi nổi, bớt chút, bớt chút. Nó không nổi kìa. Không nổi, bớt chút đi, bớt chút đi. 5-7 lạng không quan trọng, một lạng chắn đắn là bao. Cho thêm một lạng mới dạt dào tình thương, đúng không anh? Không sao cả. Điểm nào không thích ở người phụ nữ? Tay cầm ram. Tính toán kỹ càng quá. Nếu lấy vợ về thì kinh tế tiền bạc ở nhà ai giữ? Tùy người ta, 50-50 hoặc là đa số là người vợ giữ tiền. Chút nữa móc cái đó đưa hết bên đây nha. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ. Thôi để qua mình xem. Có gì anh giúp em nha. Qua xem thấy cái kia thế nào nha. Chào anh. Rồi xin chào em. Nãy giờ nghe anh nói vậy thấy tình hình sao? Dạ cũng thấy anh nói cũng từ tốn nên là. Từ tốn cũng dễ thương. Hay cái nè, anh nói một câu nè. Lấy về là ở luôn. Không có thể thay đổi hư đâu được. Sửa đó chứ không có thay. Hư đâu sửa đó chứ không có thay. Cái này hay nè. Không bao giờ bỏ giữa chừng. À ha. Cái đó là cái quan điểm của anh. Hay cái là bên đây chưa ai sửa nè. 34 tuổi chưa một mối tình dắt dai. Được đấy. Thôi bây giờ mình hai cái người này để ta tự nhìn nhau. Ta cảm nhận đi ha. Bây giờ mình có đi với người thân không? Dạ có. Chị họ. Chào dạ. Anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào, dạ, chị. Chào chị. Mình là chị của Út Thêm. Thì có một câu muốn hỏi về phía em. Dạ, chị muốn hỏi em là nếu mà một người phụ nữ, một người con gái mà có vẻ đẹp về tâm hồn với một người con gái có vẻ đẹp về hình thức, em sẽ chọn ở em chọn nào? Người đầu tiên á. Có nghĩa là em sẽ chọn vẻ đẹp về tâm hồn. Dạ đúng ạ. Cái việc mà có đến với nhau hay không á là còn phải do cái sự mà các em tìm hiểu nhau nữa. Về phía bạn trai bên này á thì chị thấy là cái cách nói chuyện á thì cũng ok. Có một chút nghệ sĩ, có một chút vui vẻ. Con chút hơi bốc đồng. Cũng có vẻ hơi phóng khoáng một chút nhưng mà cái này có thể là kiềm hãm được. Cảm ơn chị. Bạn trai. Cảm ơn chị ạ. Mình có đi với ai không? Dạ em đi với lại cháu ạ. Dạ con là cháu của nhân vật nam. Thế con nhận thấy thì nhìn chị phía trên này có vẻ là khó tính. Tính tình thì cũng có vẻ là hiền. Hai người cũng rất hợp. Dạ theo con nghĩ vậy. Rồi cảm ơn bạn. Hồi nãy giờ tại vì cái anh bên kia anh làm mình hấp dẫn quá, mình phải qua mình coi liền. Giờ mình trước khi kéo màn lên thì mình mới hỏi với bạn muốn một người bạn trai như thế nào? Em muốn một người chín chắn, chững chạc với lại biết lo cho gia đình tâm lý một chút. Cái điểm nào bạn không thích ở người đàn ông? Không thích gia trưởng quá với lại keo kiệt tới vậy. Anh không thích người phụ nữ chi ly quá, tính toán quá. Bạn có phải là người như vậy không? Không, em cũng là người bình thường. Nói chung là biết chi tiêu đúng mực. Rồi, thôi cho hai người gặp nhau đi. Rồi, bây giờ mình kéo màn lên ha. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau. 2 phút bắt đầu. Chào em ạ. Anh có một hoa tặng cho em. Em có suy nghĩ gì về khi mà em gặp anh? Dạ thấy anh hơi lãng tử. Anh thấy em sao? Hiền lành, cũng xinh gái. Anh thì nói chung là người lao động thì không có chăm chút bề ngoài nhiều. Hôm nay mới chuẩn bị sắm đồ đạc này đi có
với công việc thì phải mặc đồ đẹp thôi, chứ còn thực ra anh mặc đồ lao động nhiều chứ mặc đồ mới rất là ít. Thì sống chủ yếu là lo cho gia đình bố mẹ và quan tâm tới anh em làm chung hoặc là này kia, mình phải giúp đỡ mọi người. Vậy em muốn hỏi anh là ví dụ như anh tìm được người phù hợp á, thì anh sẽ có dự tính kết hôn trong bao lâu ạ? Nếu mà anh kiếm được đối tượng phù hợp với anh ấy thì khoảng một năm. Mình cũng cầu mong là cái cuộc gặp ở hôm nay nó có kết quả tốt. Mình rất là mong chờ vào cái cuộc gặp ngày hôm nay. Bây giờ hát bài tỏ tình với cô ấy đi. Có thể là một hai câu thôi. Rồi, mời bạn. Em đứng dậy hát. Đứng nhìn bạn gái ấy. Đứng xích lại cũng được. Xích gần nữa à. Hơi nguy hiểm quá. Người ơi, người ở đừng về. Hơi khả tiếng. Dú. Người ơi, người ở đừng về. Cô gắng. Nở về không bạn gái? Đâu có nở về đúng không? Và bạn là gốc Thanh Hóa đúng không? Dạ, em tặng cô này 36 bông hoa tượng trưng cho quê của em. Còn bạn nữ? Thanh Hóa luôn. Thanh Hóa luôn hả? Vậy là hai người cùng quê rồi. Bây giờ cả hai đều ở Bình Dương đúng không? Dạ. Quá là phù hợp rồi. Bây giờ suy nghĩ cho kỹ nha. Nãy giờ mình có thể nói chơi, cũng có thể vui. Nhưng mà giây phút này hết sức là thiêng liêng. 3 tiếng đếm. Tuy nó ngắn ngủi nhưng mà nó sẽ nhớ mãi giây phút này. Tất cả khán giả truyền hình đều thấy, đều nhớ. Các bạn làm điều gì các bạn phải nhớ. Một lời hứa hết sức là quan trọng. 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3 Rồi đứng lên nắm tay cô gái ấy. Tay ai tay em? Cảm nhận như thế nào? Hơi mềm mềm. Bạn gái cảm nhận như thế nào? Dày. Dày. Dạ ấm. Ấm. Hôn cái đi. Không được phép. Không được phép. Không được. Khi nào hôn báo tôi nha. Có gì đâu. Yên tâm. Đây những chiếc vé xem phim. Chúc hai bạn sẽ có thời gian tìm hiểu nhiều hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh với các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Chúc nha. Vâng, em cảm ơn anh. Cảm ơn. Bè với lại em trong hồi sớm nhân là em thấy thích cái cuộc sống tự do hơn. Anh ơi, anh có biết nấu ăn không anh? Có biết em. Chứ em nấu ăn là tại lớp. Vậy giờ, ví dụ như sau này mình có về chung một nhà thì anh nấu đi, em lặt rau, em rửa chén cho. Cũng được em. Ngày mai nắng sớm chiều tà. Bây giờ anh có muốn về nhà với em không? Mời gia đình nhà gái. Mời bạn trai. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Tú Trinh. Năm nay em 31 tuổi. Quê của em ở An Giang. Dạ, em đang làm ở Bình Dương. Dạ, em là nhân viên văn phòng. Rồi, mời đàn trai. Chào anh Quyền rồi, Linh. Rồi, em. Em chào chị Hồng Vân. Chào bạn nữ bên kia. Chào đại diện hai bên gia đình. Em tên đầy đủ là Phạm Văn Sinh, 34 tuổi. Và em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai. Sinh đang làm gì? Dạ, nghề nghiệp của em là dược sĩ ạ. Dạ, em đang làm một công ty sản xuất dược phẩm ở Biên Hòa, Đồng Nai. Mình nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi cơ. Dạ, điểm mạnh của em là em chịu khó và hay giúp đỡ người khác. Nhưng mà điểm yếu của em là rất là dễ tin người nên dễ ví dụ, dễ ví dụ. Yeah, dễ ví dụ. Rồi, mời em trai. Dạ, ưu điểm của em á thì em sống tự lập và có thể là nấu ăn được. Em thích học hỏi. Với lại em biết quan tâm với mọi người xung quanh. Với lại em có thể hát cũng được ạ. Có khuyết điểm gì không? Dạ có khuyết điểm là tại em cũng cái tật em cũng ít nói chuyện. Với lại em ít cái biểu hiện cái tình cảm ra bên ngoài. Và có một số bạn thì ví dụ với tiếp xúc em lần đầu thì có vẻ như em rất là lạnh lùng này kia. Em có mấy mối tình rồi? Em thì đã trải qua 2 mối tình chính thức ạ. Mối tình đầu tiên là thời đi học. Và mối tình thứ hai thì là cũng cách đây khoảng 3 năm.
Mời đàn gái. Em cũng trải qua hai mối tình. Mối tình của em là từ lúc em học lớp 9. Em quen xong bạn đó nghỉ học nhưng mà em vẫn học. Bạn đó muốn tiến tới hôn nhân thì em cảm thấy là nó không có đủ tình cảm để đi đến hôn nhân. Còn mối tình thứ hai của em thì bạn nam đó hơi thấp hơn em. Với lại em cảm thấy nó không hợp trong tính cách nữa. Cho nên em không đi đến hôn nhân. Như vậy là trong bao lâu rồi em đã chia tay bạn đó bao lâu? 5-6 năm rồi chị. 5-6 năm rồi. Mà 5-6 năm rồi chưa có một mối tình nào khác nữa. Dạ đúng rồi. Em cảm thấy như ở mức độ bạn bè với là em trong 5-6 năm nào em thấy thích cái cuộc sống tự do hơn. Đó. Rồi, chào em gái. Dạ, em chào anh. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn thứ nhất là nếu như họ nói về ngoại hình thì bạn đó có thể cao hơn em. Chỉ cần bạn đó không có gia trưởng, không có tính toán, không có nói nhiều là được. Nhưng mà em mong muốn bạn trai cao mét bao nhiêu? Dạ, em bản thân em cao 1m65 rồi. Bạn đó có thể là cao 67 hoặc trở lên. 67 đổ lên ha. Dạ, cao 1m72 chị Vân ơi. 72. Rồi, vậy dạ, rồi. 1m72. Bây giờ bạn gái nói như vậy thì em cảm giác là em có khoảng bao nhiêu phần trăm để đáp ứng bên đó? À, nếu như mà những yêu cầu của bạn nữ bên kia thì em có thể là em sẽ được 70-80%. Anh ơi, anh có biết nấu ăn không anh? À, có biết em. Chứ em nấu ăn là tại lớp. Không sao, từ từ rồi cũng sẽ nấu tốt thôi. Vậy ví dụ như sau này mình có về chung một nhà thì anh nấu đi, em lặt rau, em rửa chén cho. Cũng được em. Chào em. Dạ, chào chị. Rồi vậy thì em mong muốn cái người bạn gái của em như thế nào? Bạn nữ của em muốn tìm á, biết chia sẻ. Và đặc biệt em cần một điều đó, cái đạo đức. Em có một cái hình mẫu lý tưởng nào không? Dạ, người để em có thể là thần tượng nhiều nhất á thì đó là chị Mỹ Tâm. Cái tâm làm nghề của chị. Và thứ hai nữa là cái giọng hát của chị rất là hay. Em hát được nổi giống Mỹ Tâm không em? Có biết hát không? Em hát không hay nhưng mà em hay hát. À vậy hả? Vậy dạ. Chút em hát cho anh nghe thử nghe. Dạ. Rồi hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với chị gái và cháu của em. Chào em Linh với chào chị Hồng Vân. Dạ nói về Trinh á thì sống rất là tình cảm, rất là có hiếu với ba mẹ. Qua lần đầu thì mình không thể nào nhận xét được, nhưng mà nhìn thấy tính cách em nói chuyện thì cũng hiền. Theo chị thì chị thấy em nói chuyện thì được đó. Để coi hai em cho nhau cơ hội và tìm hiểu nhau đi. Rồi cảm ơn chị. Ta đi với ai? Dạ hôm nay em đi với anh hai của em với lại một bạn đồng nghiệp cũ ạ. Động viên em đăng ký chương trình. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào quý khán giả và gia đình em gái. Em là anh trai, anh cả của Phương Sinh. Sinh thì sống rất là đầm tính, không bao giờ gia trưởng, rất là thương yêu và chăm sóc mọi người. Anh thấy em gái bên này thì cũng rất là xinh, đầm tính. Thì anh cũng hy vọng là hai em cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Rồi xin hết. Rồi cảm ơn anh hai. Rồi. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi xin. Chào em. Hôm nay anh tới đây anh có món quà anh tặng cho em. Dạ em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh. Nãy em nói em tặng bạn đó bài hát đó. Dạ em hát không có hay, mong mọi người đừng có cười. Dạ. Em bảo anh nếu em là nữ hoàng, anh xin gì thì em sẽ ban cho. Sợ mẹ cha hay chuyện của đôi mình, anh nói dối thư đây của bạn học. Đã lâu rồi cô mới vừa gặp nhau. Anh trai sao? Dạ anh thấy bạn hát cũng hay ạ. Em có tặng bạn không? Tặng dạ, hát dạ tặng có. Bạn không? Anh sẽ là dòng sông, đêm là biển rộng. Anh sẽ là gió lộng, đêm là mây bay. Anh sẽ là nắng mai, đêm là hoa đỏ. Anh sẽ là lối nhỏ, đêm bước vào đời. Rồi. Chào em. Em có điều gì muốn hỏi anh không? Tâm sự không? Em hỏi anh là anh có quan điểm như thế nào về cuộc sống hôn nhân? Anh nghĩ thì nếu như hôn nhân á thì quan trọng nhất á là cái sự chia sẻ, sự tha thứ với nhau. Rồi anh có gia trưởng không? Không. Anh có biết hút thuốc không? Không, anh không hút thuốc. Thỉnh thoảng đi đám tiệc thì cũng có thể là uống được vài lon. Dạ. Mình lấy nhau về vậy rồi có làm dâu không anh? Nếu như mà về với nhà bố mẹ thì mình sẽ ở chung với bố mẹ. Còn ở Biên Hòa thì nếu mà ở đây thì chắc là anh nghĩ là cũng chỉ có hai vợ chồng ở thôi, nếu như mình đến hôn nhân. Ví dụ như em thích cái cuộc sống ở trên đây thì sao? Thì anh cũng có xu hướng là anh lập nghiệp trên đây hơn. Hãy tiến đến và đứng gần Trinh và nói cái gì đó. Suy nghĩ gì Trinh như thế nào?
Anh thì anh có đọc một bài thơ trên mạng: có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình yêu. Lắm khi chỉ một buổi chiều mình gặp người đó mình yêu tới già. Thì anh nghĩ và hôm nay là cái ngày, và cả một buổi chiều nữa anh và em tìm được nhau, thì anh nghĩ mình có thể là mình đi nắm tay với nhau, mình tìm hiểu và đi đến tới già luôn. Vậy em cũng có câu em muốn hỏi anh. Ngày mai nắng sớm chiều tà, bây giờ anh có muốn về nhà với em không? Đó là điều đương nhiên, anh rất là muốn về nhà với em. Dạ. Nếu anh không muốn thì anh sẽ không tới đây. Dạ. Rất là hợp nhau đấy. Chúng ta hãy kiểm tra lại một lần nữa xem đây có phải là một người để mình hướng tới. Sau 3 tiếng đếm của chị Hồng Vân, chúng ta sẽ quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Bên đây nhé, cố lên. Đấy, chàng trai này tuy là hiền nhưng mà rất là quyết liệt. Khi mà đếm 1, 2 là bấm rất là mạnh luôn. Bấm gần như là dùng hết cái lực mình. Bây giờ đã đến lúc chúng ta chính thức hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay Trinh đi nào. Xin phép hôn người hôn đầu tiên. Anh xin phép là cho trao bạn đúng không ạ? Trinh ngay sân khấu luôn đúng không ạ? Anh chưa. Cố gắng lên nha, chăm sóc mối tình này. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED, ốp trần, vách và một ổ cắm, một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng ghiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nắm chặt tay nha, xin nha. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh. Ta có thể xem lại chương trình thông qua cổng MCV Media và cổng thông tin Lớp TV. Cảm ơn nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã tài trợ chính chương trình này. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại.
kiểu anh sống nội tâm một chút, kiểu nội tâm quá nên đâm ra là đôi khi mà ở ngoài em là một người khác, mà về nhà em mới được là chính em, kiểu như điên điên khùng khùng nhay nhay vậy đó. Nhay em sẽ làm mặt lặng, nhay nữa là em sẽ giận luôn. Em không thích nhay nhiều. Xác định là quen khách sạn, trong khách sạn hay quen nhà hàng? Dạ trong khách sạn nè. Ai cũng nói mặt em là gian dâm, đôi khi nhìn mặt nó vậy chứ nó có, họ không có vậy đâu. Ừ, quan trọng nó không vậy đâu, được rồi. Em là người rất nhiệt tình, ham học hỏi, nhiều người để lầm là mình hơi khó. Chị tính tính quá đúng không? Dạ, cái tính mình ở dặn như sạch sẽ, gọn gàng, thiếu á. Có lẽ bạn nam bên kia bù đắp cho con được. Con thích nấu ăn nhưng mà quét dọn nhà thì con lại hơi lời xíu. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15:20 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.